Xin chào tất cả anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em đào một cái đồng coin có tên là SBA. Một đồng coin này nó list rất nhiều sàn nha tất cả anh em. List sàn Messe, Rito, sàn Hu, sàn Hotbit, sàn Bitten các bạn. Đây mình qua mình check bên sàn Messe các bạn. Token SBA này đã được giao dịch trên sàn Messe này các bạn. Giá 0.03 token các bạn. Đã có volume giao dịch các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click vào link mô tả của mình, các bạn đào dựng app là có tên là Superpay Play. Rồi các bạn mở app ra, mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi sau khi các bạn mở app ra, các bạn bấm vào register nữa các bạn. Name thì các bạn tự đặt tên name của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cái cell phone này thì các bạn chọn nhóm 84 đầu các bạn. Việt Nam mình đúc cái này nè các bạn. Mỗi một ngày các bạn đào được sau một tiếng đồng hồ các bạn đào được một token các bạn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là các bạn đào được 24 đồng coin các bạn. Phone thì các bạn bỏ không đầu các bạn. Tiếp tục kết quả các bạn tự đặt các bạn. Ok, rồi cái mã code mình để các bạn cái link giới thiệu, các bạn copy cái mã code của mình, các bạn dán vào đây các bạn, rồi các bạn nhập vào tôi chấp nhận điều khoản, các bạn bấm next nha các bạn. Sau khi bấm next và bấm send các bạn, nó sẽ gửi về cho bạn một cái mã SMS về các bạn. Rồi các bạn mở tin nhắn ra, các bạn bấm mã code vào, rồi bạn bấm sign up nha các bạn. 195546, đây là dán Hà Lan. 195546. Không ta. 194546 chứ. Có 194546 rồi bấm sign up các bạn. Ok. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện như vậy thì các bạn bấm vào một credit account này các bạn. Đấy. Sau khi các bạn bấm vào một credit account nó có 12 ký tự, các bạn chụp màn hình nó lại nha các bạn. Sau khi các bạn chụp 12 màn hình ra, rồi bạn sắp xếp 12 cụm từ là 36 12 cụm từ là từ số 1 đến số 12 các bạn nhấp vào nghe tất cả các bạn. Số 1. À số 1 là phải các bạn. Nha các bạn, nó kêu các bạn chọn vào thứ tự số 11 là số mấy các bạn chọn vào nha các bạn điểm qua là 1 2 3 4 5 6 7. Số 11 là số mấy các bạn. Trên 12 chữ cái kia các bạn. Bạn đem lấy cái điện thoại kia mình chụp lại các bạn. 3 6 9 10 11 11 là Belili. Rồi số 4 là mấy ta? 3 Abun. Số 3 là mấy ta? Wow nè. Rồi ok các bạn đặt name của mình nha, đặt tên. Ví dụ anh đi. Rồi bấm nét nha bạn. Rồi mật khẩu các bạn tự đặt nha bạn. Rồi các bạn xác nhận cái nữa nha bạn. Cái này nó kêu bảo vệ thân tay của khuôn mặt, các bạn bấm skip bỏ qua nha bạn. Rồi các bạn bấm vào go to home nè. Ok, rồi bạn bấm vào Safari nha bạn. Reset send. Phan các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục này nha bạn. Invent. Rồi các bạn bấm vào ACT nha bạn. Rồi nó tự động đào cái tốc cần cho mình nha bạn. Đây là cái tài khoản của mình nha bạn. Lock out này nó tem được các kiểu nha bạn. Confirm. Mục gỡ nữa các bạn. Ok, mình đã cho gỡ nhận rồi các bạn cố gắng đào nha các bạn. Sau 1 giờ thì các bạn sẽ nhận được một token các bạn. Vì video mình đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn các bạn gặp vào những video clip tiếp theo từ mình nha.